Vào ngày 19 tháng 5, gần 200 tăng ni sinh du học sinh tại Ấn Độ đã trở về Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tập trung trước đợt phong tỏa lần thứ tư tại nước này do dịch bệnh COVID-19. Tại đây, tăng ni sinh luôn nhận được sự quan tâm chu đáo từ giáo hội các cấp cũng như các đơn vị. Theo đó, ngày 24 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến thăm và động viên các tăng ni sinh trở về từ Ấn Độ đang thực hiện cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Trà Vinh và trường quân sự tỉnh Tiền Giang. Tại đây, đoàn đã trao tặng 180 phần quà đến tăng ni sinh, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Ngoài ra, đoàn cũng tặng nhiều nguyên liệu, thực phẩm cho các đơn vị thực hiện cách ly. Tại mỗi điểm đến, đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đều được đại diện trường quân sự thân mật đón tiếp, bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của chư tôn đức tăng ni, chung tay với chính quyền chăm lo cho đời sống người dân, cán bộ đang thực hiện cách ly.